chết rồi, chết rồi, chết rồi. Quên. Gặp chú em là chết rồi, quên cái ảnh rồi. Đấy. Thế tí, tí mẹ lấy đi. À chào ông cơ ạ. Ông thấy em ngoan không? Gặp ông này. Yeah. Lần nhất nữa này. Yeah. Thỉnh thoảng phải hô lên tiếng vậy chân đó. Chi bộ là biểu ban quyết công là tác bao, đấy, bao nhiêu phần trăm rồi thì các thứ những trình độ văn hóa các kiểu thế tôi với bà cũng là nhàn như là tôi cũng biết phải thì chị cũng hỏi những thằng kèo tôi gọi nghiệp tôi còn đưa ra ý kiến đi một cái rồi thì cho kiểu cũng là thông thường ít nhiều rồi cho em một tí cho em một tí em quay các bác đi qua đây đoạn này đang đông đẹp. Một tí tẹo nữa. Áo ấm còn chờ một phút, ông chờ một phút đi. Bác tuyệt vời. Bác 7 tuổi. Vâng. Ít tuổi. Ông không được ông cho đi xây ăn trước, rồi bắt đầu chúng tôi ăn sau. Vẫn phải mà có bạn mình được lên trên 13 rồi. Nhiều quá. Nhiều quá, nhiều quá thôi. Yeah. Trăm vòng sợ thật. Hôm qua tôi chụp hôm kia tôi chụp của nó là mẹ mình ra hiệu cho nó sao đồng ý chứ không không thích thì đừng có đùa. Khỏe quá cơ. Báo cáo các quý vị đây là
hot boy của sân tập. Năm nay 37 tuổi. Thế là chắc là em không biết ông ấy. Tuổi của cụ nào? Cụ Hòa đây là 73, cụ kia 84. Từ từ đã, ông khỏe quá. Thế là tầm này mà ông vẫn làm mấy chiếc liền, sợ thật đấy. Ông Hoàng ấy, ông ấy sợ mình ngất, xong rồi ông gọi cấp cứu đấy, là ông cảm nhận. Cái này mà mang về thì nó cũng là sân khấu mới, nhưng mà nó phải có diễn viên mới thì mới được. Còn nếu diễn viên cũ thì cũng chả giải quyết vấn đề gì. Nên cô ấy bảo là tỉnh ra. Tại Trung Quốc. Tốt đấy, khỏe. Kinh thật. Ông còn vỗ tay nữa. Chính thì bị lâu rồi, chính có hai người chụp cho nó vui, nó nhảy nữa. Ít